Chiều ngày 29 tháng 2, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Nam về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở báo cáo về quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và một số khó khăn vướng mắc và ý kiến đề xuất của tỉnh Hà Nam về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản và tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị thời gian tới, tỉnh Hà Nam cần quan tâm đến công tác quản lý đất đai, giải quyết việc sử dụng đất bảo đảm theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, tiếp tục triển khai thực hiện công tác lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai một cách có hiệu quả liên quan đến các vùng cấm hoạt động khoáng sản, tỉnh Hà Nam sớm giả soát đánh giá lại hoạt động thăm dò khai thác chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Cùng với đó, tỉnh Hà Nam cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, nhất là vấn đề ô nhiễm lưu vực sông Nhuệ Đáy. Cũng trong chiều ngày hôm qua, Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố thể lệ cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn thành phố. Ban tổ chức đã định hướng chủ đề cuộc thi theo 3 nhóm gồm bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, nhận diện và kinh nghiệm tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Về hình thức, sản phẩm dự thi thuộc các loại hình, tạp chí dung lượng tối thiểu 1.500 từ, tối đa không quá 4.000 từ, báo không quá 4.000 từ, phát thanh, truyền hình không quá 3 kỳ, mỗi kỳ không quá 30 phút, video clip không quá 3 kỳ, mỗi kỳ không quá 7 phút. Ngày 29 tháng 2, tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Hội nghị được truyền hình trực tiếp đến 540 điểm cầu với trên 41.700 cán bộ đảng viên và nhân dân tham dự các đại biểu nghe chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, trong đó đi sâu phân tích về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong công cuộc đổi mới hiện nay. Thời gian tới, tỉnh Hà Nam đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2024-2025 đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Sau hội nghị học tập, các chi đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch học và làm theo bác theo nội dung chuyên đề năm 2024-2025, trong đó xác định từ 1 đến 2 nhiệm vụ trọng tâm giải pháp đột phá, xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ giải pháp, lộ trình thực hiện. Ngày 29 tháng 2, tại xã biên giới Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh đoàn Hà Giang phối hợp với tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức lễ gia quân chương trình Tháng Thanh Niên và Tháng 3 Biên Giới. Chương trình Tháng 3 Biên Giới giúp các bạn đoàn viên thanh niên thấy sự hy sinh đóng góp của cán bộ chiến sĩ nói chung và cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng nói riêng đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Từ đó, phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ban tổ chức đã tặng hai công trình thanh niên ánh sáng biên cương và khu vui chơi thanh thiếu nhi, trao tặng 50 phần quà, 250 áo ấm, 100 bộ đồ thiếu nhi và 40 thùng sữa cho học sinh xã Xín Mần. Tổ chức hoạt động hành trình về địa chỉ đỏ, thăm và tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và các em thiếu nhi khu vực biên giới với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, tặng 200 lá cờ tổ quốc và bản đồ Việt Nam hưởng ứng chương trình tự hào một giải non sông. Chuyển sang một số nội dung khác. Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3 với nhiều hoạt động sôi nổi. Đây là dịp để huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, tiềm năng du lịch của huyện đến với du khách. Đến với lễ hội, du khách sẽ được tham quan di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Na Hang Lâm Bình, tham quan và chụp ảnh vườn hoa lê, tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam, nghe hát then đàn tính, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao ẩm thực, trưng bày sản phẩm ô cốp của tỉnh Tuyên Quang, thăm làng văn hóa du lịch cộng đồng, trải nghiệm vẽ sáp ong thêu khăn, trải nghiệm hái chè, sao chè, thưởng thức chè đặc sản san tuyết. Đây là dịp để huyện Na Hang thu hút khách du lịch, đồng thời giới thiệu quảng bá văn hóa vùng miền đến với du khách, kích thích nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp, hàng hóa của địa phương. Hướng tới kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ Nữ, tối qua 29 tháng 2 tại nhà hát Hồ Gươm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phát động tuần lễ áo dài năm 2024 và chương trình nghệ thuật Hương sắc áo dài Việt. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân. Tuần lễ áo dài năm nay diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3. Với hoạt động thiết thực này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn góp phần truyền cảm hứng và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa tích cực về tình yêu, lòng tự hào dân tộc, về đất nước, con người và áo dài Việt Nam đến đông đảo công chúng. Đồng thời, góp phần để các giá trị của áo dài sớm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và xa hơn nữa là di sản văn hóa thế giới chương trình nghệ thuật hương sắc áo dài Việt gồm các tiết mục ca mối nhạc tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam và các màn trình diễn áo dài khắc họa đậm nét vẻ đẹp và tình yêu với áo dài với sự kết hợp giữa ca mối nhạc và công nghệ âm thanh ánh sáng màn hình 3D hiệu ứng trực quan giữa thời trang và nghệ thuật văn hóa các bộ sưu tập với ba chủ đề tự hào áo dài Việt tâm hồn áo dài Việt và tinh hoa áo dài Việt của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và hơn 50 nhà thiết kế xuất sắc trên cả nước đã được ra mắt khán giả. Chiều 29 tháng 2 tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố thông tin về Festival Phở với chủ đề Con đường Phở Việt nhằm tôn vinh, bảo tồn nghề phở truyền thống, khơi gợi tình yêu nghề phở tới thế hệ trẻ. Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, chuỗi hoạt động tại Festival Phở 2024 hướng tới mục tiêu nâng tầm ẩm thực Việt Nam, đưa phở trở thành một thương hiệu quốc gia gắn liền với phát triển du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt, thông qua festival, ban tổ chức kỳ vọng sẽ tiến tới việc lập hồ sơ trình UNESCO để đưa phở Việt trở thành di sản văn hóa thế giới. Cũng tại kỳ festival lần này, hoạt động trọng tâm mang tên Con đường phở Việt sẽ quy tụ hơn 50 gian hàng của các doanh nghiệp thương hiệu tham gia quảng diễn, quảng bá hình ảnh và thương hiệu phở Việt đến từ mọi miền đất nước. Các gian hàng được bố trí tại các khu vực riêng tạo điểm nhấn, có sự liên kết về ý tưởng, nội dung, trong đó phân chia thành 3 khu vực, bao gồm Gian hàng phở ba miền, gian hàng nguyên liệu và gia vị, gian hàng tiêu chuẩn. Thời gian hoạt động các gian hàng từ 9 giờ đến 22 giờ hàng ngày để phục vụ du khách tham quan. Thưa quý vị, qua một thời gian chuẩn bị nội dung, xác lập hồ sơ khoa học, hồ sơ danh lam thắng cảnh Bàn Than, Hòn Mang, Hòn Dứa tại xã Đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã hoàn thiện và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia vừa được địa phương long trọng tổ chức. Trong thời gian tới, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích Bàn Than, Hòn Mang, Hòn Dứa sẽ được nâng cao. Đồng thời, công tác tuyên truyền, giới thiệu giá trị di tích trên các phương tiện truyền thông cũng sẽ được chú trọng, để nơi này trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, ý nghĩa với giá trị lịch sử, văn hóa quý báu. Việc danh lam thắng cảnh bàn than hòn mang hòn dứa trở thành di tích quốc gia sẽ là cú hích trong định hướng phát triển du lịch của huyện Núi Thành, kết nối với các địa danh, hình thành những tuyên tuyến du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay những ngày đầu xuân giáp thìn 2024, theo ghi nhận trên báo Nhân dân, phiên mở hội việc làm thứ nhất đầu xuân giáp thìn 2024 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức mới đây diễn ra khá sôi động. Ngày hội việc làm thu hút 24 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu cần tuyển dụng hơn 14.500 lao động với mức lương từ 5 đến 15 triệu đồng tùy vị trí. Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng năm nay của các doanh nghiệp đối với người lao động có trình độ bằng cấp, chứng chỉ chiếm hơn 49%. Tại dự thảo nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến, đã có những điều khoản rất mới quy định rõ về nhà ở lưu trú cho công nhân. Đây cũng là mối quan tâm của đông đảo công nhân, người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp khi mà họ chưa đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng lại rất cần an cư. Thay vì thuê nhà tạm tại các khu trọ chật hẹp, không bảo đảm vệ sinh, an toàn. Theo ghi nhận của báo lao động tại nhiều khu công nghiệp ở Hà Nội, Bắc Ninh, nhu cầu nhà ở của người lao động rất lớn. Tuy nhiên, việc tiếp cận để mua nhà ở xã hội là rất khó khăn do điều kiện, thủ tục và nguồn cung ít. Thưa quý vị, niềm vui ngắn chẳng tay gang, dường như là cụm từ rất đúng cho ngành xuất bản thời kỳ hậu Covid-19 theo bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng, nếu vào năm 2022 đã có rất nhiều tin vui đến với ngành thì sang năm 2023, nhất là giai đoạn cuối năm, xuất bản tiếp tục rơi vào khó khăn. Thực tế này còn đặt ra cho các đơn vị nhiều bài toán cần giải để có thể vượt khó. Đại diện một số nhà xuất bản cho rằng việc áp dụng công nghệ vào xuất bản đang được chú trọng. Cùng với đó, mảng sách về tri thức, học thuật, lịch sử, văn hóa bản địa được ưu tiên đẩy mạnh. Chuyển sang thông tin trên báo Đại đoàn kết. Lãi suất tiết kiệm của nhiều ngân hàng đã có sự thay đổi cả ở kỳ ngắn và dài. Một số ngân hàng đã bắt đầu tăng dần lãi suất huy động. Các chuyên gia kinh tế nhận định lãi suất huy động khó tăng mạnh trở lại nhưng cũng khó xảy ra việc giảm thêm trong năm nay. Muốn nền kinh tế hấp thu được vốn tốt cần cả hai phía, nên kinh tế có sôi động thì tín dụng mới tăng nhanh. Xong, muốn nền kinh tế sôi động trước hết phải kích cầu đầu tư công, tiêu dùng, ngân hàng cần có cơ chế mở, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục trong cho vay vốn nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro. Theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, việc bảo đảm cung ứng điện trong mùa khô dự tính là từ tháng 3 cho tới tháng 7 năm nay được nhận định là cam go và thách thức, nhất là ở miền Bắc do không có nguồn mới bổ sung. Một số ý kiến cho rằng ngành điện lực không thể mãi bàn giải pháp ăn đong mà cần tính toán chuyện dài hơi để bảo đảm đủ điện cho sinh hoạt, sản xuất trong mọi tình huống. Trước tính cấp thiết của việc bảo đảm cung ứng điện trong mùa khô năm 2024, Bộ Công Thương đã yêu cầu EVN trước ngày 15 tháng 3 phải ra soát, cập nhật, báo cáo về kế hoạch bảo đảm điện cho hệ thống điện quốc gia. Lại một mùa đại hội cổ đông nữa đang đến gần, theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị. Trước tình hình kinh doanh bết bát, doanh thu và lợi nhuận không đạt chỉ tiêu, chậm hoặc thậm chí là không chi trả cổ tức đúng hẹn, hội đồng quản trị nhiều công ty đang đứng trước rất nhiều câu hỏi có thể phải trả lời trong đại hội cổ đông năm nay. Một số ý kiến cho rằng cần phải có thêm chế tài để bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, cụ thể là những cổ đông nhỏ, bởi vì trên thực tế có nhiều doanh nghiệp 4 đến 5 năm không trả cổ tức cho cổ đông, trong đó cần thiết lập một mức phạt tài chính đủ lớn để bảo đảm rằng doanh nghiệp sẽ chịu hậu quả nếu không thực hiện cam kết trả cổ tức. Vài năm trở lại đây, một số địa phương đưa ra các tiêu chí tuyển thẳng hoặc là cộng điểm ưu tiên cho học sinh vào lớp 10 công lập, lớp 10 chuyên như là học sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS với điểm khá, học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố. Trung quanh vấn đề này, báo Tiền Phong đăng tải ý kiến của một số chuyên gia giáo dục cho rằng một trong những căn cứ đánh giá chính xác năng lực học sinh nhất chính là kết quả kỳ thi chung của Sở Giáo dục và Đào tạo. Để bảo đảm giáo dục toàn diện và công bằng cho học sinh khi tuyển sinh đầu cấp, nhất là đối với lớp 10 bậc trung học phổ thông, các trường, địa phương không nên đưa ra các tiêu chí ưu tiên tuyển thẳng hoặc là cộng điểm những nội dung vừa rồi của tiểu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết trong ngày cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của không khí lạnh tràn xuống nước ta, đêm qua Bắc Bộ đã có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét buốt với nhiệt độ ngoài trời lúc này khá thấp. Ở khu vực vùng núi phía Bắc, nhiệt độ chỉ từ 8 đến 10 độ. Còn ở các khu vực khác trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao hơn nhưng cũng chỉ dao động từ 10 đến 12 độ. Trong ngày hôm nay, những sóng lạnh ở phía Bắc thì vẫn tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta, nằm sâu trong khối khí lạnh nên về trưa và chiều mưa giảm nhưng trời vẫn nhiều mây. Nhiệt độ ngày ở Bắc Bộ sẽ ở ngưỡng rét đậm, rét hại diện rộng với mức nhiệt cao nhất hầu hết đều không vượt quá 15 độ. Chỉ riêng một số nơi ở các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên và Sơn La ít chịu tác động của không khí lạnh hơn nên nhiệt độ cao hơn, có nơi trên 25 độ. Quá trình tăng cường của không khí lạnh cũng tác động đến các tỉnh miền Trung, khiến cho khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ đêm qua cũng có mưa, mưa nhỏ dài rác. Trong ngày hôm nay, thì vùng mưa sẽ mở rộng hơn xuống phía Nam, xuống đến tận Phú Yên và Khánh Hòa. Do có mưa và khí lạnh nên nhiệt độ ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong ngày hôm nay giảm tương đối mạnh, chỉ từ 15 đến 19 độ trời rét, có nơi rét đậm. Trong khi đó các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ là từ 20 đến 24 độ. Với các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ chiều nay phổ biến từ 26 đến 27 độ. Các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa, nhiệt độ là từ 28 đến 30 độ. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận ít chịu tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ vẫn cao từ 31 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn có thời tiết ổn định không mưa, ngày có nắng sớm. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ chiều nay sẽ giao động từ 30 đến 33 độ, còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ chiều nay sẽ giao động từ 33 đến 36 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, sẽ có gió đông bắc mạnh ở mức cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Riêng vùng biển phía đông bắc có gió mạnh hơn có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 mét. Từ chiều tối nay, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.